chưa nửa cuộc tình. Xin chào các bác, ở video clip này em xin giới thiệu các bác một bộ đôi sản phẩm của nhà Yamaha. Thì đây là một trong những bộ đôi, thứ nhất là đôi loa rất là chất, và chiếc âm ly thì nó là một dòng âm ly rất hiếm các bác nha, rất hiếm. Và đặc biệt bên nước ngoài những chiếc âm ly này giá nó cao ngất ngưởng các bác. Bên nước ngoài các bác lên eBay ấy, những chiếc âm ly như vậy nó đâu đó gần 10 triệu các bác, gần 10 triệu các bác nha. Người ta vẫn ưa chuộng ở bên eBay, người ta vẫn bán rất nhiều. Nó lý do tại sao mà hàng bãi nó hiếm các bác. Thì trước mắt các bác đang là đôi loa Yamaha NS590 huyền thoại. Nó sử dụng con tép của nó. Con tép này nó sử dụng là một trong những dòng tép mà nó có cái vật liệu chế tạo bằng người ta gọi là vật liệu chế tạo trong quân sự các bác, gọi là uranium gì đấy các bác. Đó, nó ở đồng vị, nhưng mà nó ở cái dạng đồng vị không có hại cho sức khỏe, không có hại cho sức khỏe các bác nhá. Vật liệu phóng xạ các bác, rất cứng và nhẹ, con tép rất êm, ngọt tai. Nó là truyền nhân của những dòng Yamaha NS1000 monitor huyền thoại các bác. Thì đôi loa này một thùng nó nặng đến 25kg, nặng như đá các bác. Bát 30, màng giấy, tiếng rất ấm áp. Đặc thù Yamaha NS thì có dòng NS590 này, tiếng bát nó cực dày dặn luôn, sâu. Nó không như dòng 1000 monitor thì tiếng bát nó hơi bị đuối, nhưng con này rất sâu. Mặc dù nó là 590 nhưng mà nó lại chất âm cực kỳ sang trọng và cao cấp. Con trung rất lớn các bác, con trung côn rất lớn các bác. Đó. Và một con tép có 7 màu bên trong các bác. Vật liệu urani mà các bác. Vật liệu urani. Và có 2 vi tinh chỉnh mỗi thân thùng. Tình trạng đôi loa thì nó đẹp, gọi là hoàn hảo các bác, cực kỳ đẹp luôn các bác ấy. Các bác nhìn đấy. Từ e căng cho đến loa cực kỳ đẹp các bác nhá. Ê căng còn rất đẹp luôn. Thì đôi loa này trên thị trường đẹp như vậy thì không bao giờ dưới 9 triệu rưỡi các bác có thể tham khảo. Còn cái loại loa mà nó bể lở cũng như là không phải hàng tuyển thì nó có thể rẻ hơn được 500 đến 1 triệu. Nhưng mà em để các bác đôi loa này giá rất là rẻ luôn, chỉ 8 triệu. Đôi loa 8 triệu, đôi loa rất hay. NS690 sản xuất năm 1978 đến 1981. Vòng đời của nó là 4 năm các bác nha, vòng đời 4 năm. Vòng đời của nó 4 năm thì các bác hiểu nó thành công như thế nào. Rất ít những đôi loa mà có vòng đời, tuổi đời của nó có vòng đời sản xuất 4 năm, thường chỉ 2 năm, căng lắm là 3 năm là người ta sẽ ngừng mẫu không sản xuất nữa. Nhưng mà đôi loa này được sản xuất 4 năm trên thị trường các bác. 4 năm trên thị trường các bác nhá. Nghĩa là gấp 2 lần so với những đôi loa khác các bác. Rất thành công. Và chiếc âm ly Yamaha CA610 này rất hiếm các bác nhá. Hai đèn vu rất đẹp. Các bác nhìn đèn nháy này, không phải là nó bị nháy đâu các bác. Nghĩa là cái camera ấy, em đã quay rất nhiều những chiếc âm ly mà sử dụng công nghệ đèn LED các bác nhá. Công nghệ đèn LED này các bác. Thì là nó bị nháy như vậy, không phải là tại nó bị nháy, ở ngoài đời thì nó vẫn bình thường, nhưng mà cái camera nó quét nó làm nháy. Nhiều bác ấy hỏi là tại sao đèn bị hỏng mà nháy kinh thế. Đây là tại camera các bác nhá, lưu ý giúp em. Các bác quay camera vào TV nhà các bác nó cũng nháy như vậy các bác, nó kiểu như vậy các bác. Đó. Đó các bác nhá. Đây ví dụ các bác có một góc độ ở đấy nó sẽ không bị nháy các bác. Nói chung sẽ có một góc độ nào đấy cái camera nó lúc nháy lúc không. Thì ở ngoài đời thì nó như bình thường, không có nháy gì các bác nhá, lưu ý giúp em. Và chiếc âm ly này là chiếc âm ly khủng các bác, 300W của Yamaha. 300W, 120V, hàng xuất Mỹ các bác nhá. Mỗi một chiếc âm ly lại có một dòng chữ ký các bác. Đó. Chiếc âm ly này bên nước ngoài là vẫn đang rất chuộng nguồn lớn này, 300W. Đó. Và đánh 4 con sắt lớn các bác. Đánh đôi loa này mát lạnh luôn, không nóng tí nào.
rất là chất các bác nhé, mát lạnh luôn, tụ nguồn lớn. Và chiếc âm đi Yamaha này là một trong những sự lựa chọn rất tốt. Hôm qua các bác em giới thiệu các bác một con Kenwood thì các bác ủng hộ em nhanh quá. Thì những bác đang kiếm những chiếc âm đi khủng như vậy, 300W như vậy, thì đây là một trong những chiếc âm đi không thể bỏ qua các bác. Các bác có thể thấy chiếc âm đi này nó có một cái phần nút cắt tần các bác nhá. Đó, cắt tần. Ai thích nghe bass sâu thì là để tần 125. Ai thích nghe bass nông thì để 500. Em thích nghe bass sâu. Đó, tép bằng cắt tần luôn các bác. Thì con này lâu lướt vặn các bác. Chiếc âm ly này thì là size 40-45 gì đó các bác, nó rất là to. Đó, thì chiếc âm ly này xin để các bác giá là 5.800.000 đồng. Rất rẻ các bác nha, 300W so sắt khủng. Em cho anh một kích thước này, em sẽ đo các bác size luôn. Bởi vì là nhiều bác hỏi kích thước của nó, chính xác nó là 43.5 các bác, 43.5 phân các bác nha. Cái mặt lưng nó còn rất đẹp luôn, mặt lưng gỗ này các bác, hồi gỗ rất sang trọng và rất đẹp luôn các bác. Nói chung chiếc âm ly đẹp xuất sắc luôn các bác, cực kỳ đẹp luôn. Đó, nhìn hồi gỗ rất đẹp. Và đôi loa là 8 triệu, âm ly là 5.8 triệu, 12 triệu, 13.800 cả bộ này các bác nhé. Một bộ đẳng cấp của nhà Pioneer, của Yamaha các bác. Đây là một trong những dòng âm ly âm thanh natural, nghĩa là âm thanh tự nhiên kiểm âm các bác, chất âm rất hay các bác. Đôi NS này cũng rất tuyệt vời, 13.800. Bác nào có nhu cầu lấy lẻ âm ly giá 5.800, đôi loa giá 8 triệu, hoặc lấy cả hai cũng được, tùy các bác. Bây giờ em mời các bác cùng nghe thử em test một đoạn nhạc trữ tình nữa. Tiếng rất là trong các bác nhá. Đó, quảng cáo các bác. Em sử dụng dây tín hiệu 5 mét đây các bác nhá, mà nó tiếng còn đã trong như vậy rồi. Đây, mời các bác nghe lại đi ạ. Các bác để tiếng tép, tiếng tép rất là hay. Rất đẹp các bác, loa rất là đẹp, 8 triệu đồng, nặng như đá các bác, loa nặng như đá luôn. Và bây giờ em xin mở một đoạn nhạc liên khúc cho bác nghe, bởi vì cái loại này mà đánh liên khúc cực phê các bác ạ. Nhạc sống đi các bác, một đoạn nhạc sống trước, một đoạn nhạc sống và một đoạn nhạc trữ tình các bác nhé. Đánh cực phê các bác ạ. Bát sâu nặng như núi luôn các bác, bát cực nặng luôn. Đánh rất êm tai các bác, đặc biệt là nền nó rất là tĩnh, đánh rất êm tai các bác ạ. Bộ này rất là chất các bác nha. Và bây giờ mời các bác cùng nghe thử một đoạn này, nhạc liên khúc đi các bác. Nhiều bác hỏi em tại sao hay test liên khúc mưa, bởi vì em thích cái bài này, đơn giản vậy thôi các bác. Đó các bác, em thích bài này thì em hay test thôi các bác. Bát đánh như sấm các bác ạ. Vậy rất đẹp các bác. Những con âm ly này thì nó là một trong những dòng khủng long các bác nhé. Các bác để đánh được rất nhiều dòng loa. Các bác có thể đánh những dòng loa bass 30 như vậy rất là tốt các bác. Những đôi NS 590 này và 690 là những đôi loa rất công suất rất lớn. Cái củ từ nó to và nặng kinh khủng các bác. Côn của nó phải côn
70 các bác. Cái côn nó to đúng như cái miệng nó này các bác. Nên là đây một trong đôi loa rất ngốn công suất, đánh rất dã man các bác. Nên các bác cần những chiếc âm ly khỏe như vậy mới chơi được các bác nhé. Và con âm ly này chắc chắn rồi, đánh những đôi Diatone D77 hay những dòng, nhất là dòng Denon R88, các bác rất khó để chơi âm ly ra tiếng bát tròn. Thì đây là một trong những sự lựa chọn đánh rất hay các bác. Tiếng tép trong trẻo, trung âm ngọt ngào, bát sâu lắng, nhẹ nhàng, đánh vào những dòng loa màng carbon các bác. Nhất là con R88 hay bị ù bát, đây con này kiểm soát được luôn các bác nhé. Em đã có dịp được thử những cái dòng Yamaha chất như vậy rồi các bác. Rồi bác nào có nhu cầu lấy con âm ly hay lấy cả loa thì nhắn tin cho em 0981193686. Em xin tạm dừng video clip tại đây. Tối ngày mai em sẽ, khả năng em sẽ có một cái livestream hoặc là video báo giá dài, báo giá tất cả các loại âm ly này các bác, cho các bác xem, báo giá cũng như là tháo ruột cho các bác xem luôn. Rồi xin chào các bác. Đánh rất là sướng các bác ạ. Number one chân, rất sảng khoái. Number one dâu, uống trào sảng khoái. Tuôn năng lượng, xuất phát. V 300W, kinh khủng các bạn, rất khỏe, 4-16 ohm các bác nhé, hai cầu AB, âm ly đẹp xuất sắc luôn các bác, sò bóng lưng, rất nặng các bác. Rồi xin chào các bác.